Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tuần tại Hoa Kỳ, ngày thứ hai, ngày 2 tháng 5. Và ở Việt Nam đó, bây giờ đã là ngày thứ ba, ngày 3 tây tháng 5 rồi. Hiện bây giờ đó là khoảng chừng 9 giờ tối giờ Cali. Bây giờ cũng khá là trễ rồi cho nên hôm nay đó, Thuận sẽ không có để cái khuôn hình nhỏ của bên dưới để làm cho nó lẹ hơn. Thì các bạn hãy comment ở bên dưới các bạn có thích xem cái màn hình máy tính nhỏ hơn nhưng mà thấy được khuôn mặt của thuận hay là các bạn chỉ thích xem dòng của thuận và chia sẻ màn hình máy tính mà thôi các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này thì ngày hôm nay đây là ngày đầu tuần thì công ty cũng rất là bận cho nên thùng cũng không có nhiều thời gian để mà chia sẻ cho những cái bạn xã hội nhưng mà hôm nay đây là một ngày cũng rất là dao động và có rất nhiều thông tin thùng muốn chia sẻ với các bạn những thông tin nổi bật ngày hôm nay nhất là những gì mà các bạn cần phải biết để mà chuẩn bị cho một hai ngày tới đây cũng như là những thông tin liên quan tới một số những con khôi và đặc biệt chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau DCA cho tuần này và có một tài liệu rất là thú vị liên quan tới trung bình giá mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Trước hết thì hôm nay là ngày mà cũng rất là dao động các bạn thì được là có lúc xuống có lúc lên mức thấp trong vòng 24 giờ qua đó là 38.057 mức cao đó là gần như là 39.000 đô hôm nay nhưng mà cuối cùng kết quả đó thì lên xuống dao động nhưng mà kết quả các bạn thấy được là cái mức giá bây giờ thì cũng tương tự như là cái mức giá của ngày hôm qua mà thôi thật ra mấy hôm nay đó giá BTC thì cũng xoay quanh cái mức là 37.000 38.000 mà thôi Nhìn chung thị trường crypto đó thì có xanh có đỏ nhưng mà cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. Thì những cái màu này cũng um, rất là nhạt, có nghĩa là không có lên xuống nhiều. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là khi mà thùng refresh cái trang CoinGecko đó, các bạn sẽ thấy được là hôm nay lên xuống không có bao nhiêu những đồng lớn, nó hầu như dậm chân tại chỗ. Các bạn có thể thấy là BTC đó, hôm nay xuống là 0,6%, à, Ethereum thì tăng 0,1%, nói chung không bao giờ đặc biệt hết, những đồng khác cũng tương tự cũng có một số những đồng lớn cũng có sự giao động nhiều hơn hôm nay như là khi chúng ta nhìn vào uh, token uh, Chronos CO thì hôm nay đã xuống tới 8,9% và trong vòng một tuần qua đã xuống 28,7% rồi tại sao thằng sẽ chia sẻ thêm về đồng uh, Chronos này đồng CO. nhưng mà chúng ta có thể thấy được đó là chúng ta kết thúc tháng tư như thế nào và cái tháng tư mà chúng ta mới vừa kết thúc đó là cái tháng tư tệ nhất ở trong lịch sử của BTC Chúng ta thấy trên màn hình nên đây là lịch sử của Bitcoin tính theo tháng là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 và bên tay trái đó là những cái năm các bạn thấy được là tháng 4 của năm 2022 đó là cái tháng 4 tệ nhất trong lịch sử của BTC xuống 17,3%. Các bạn đã thấy được là tháng 4 thường là một tháng nó bullish hơn có cái sự tăng trưởng nhưng mà tháng tư này lại không phải và không chỉ riêng là BTC đâu các bạn có thể thấy được là dữ liệu nhìn cho thấy đó là chỉ số Nasdaq đó là kết thúc tháng tư tệ nhất từ năm 2008 các bạn có thể thấy được là tháng tư mới đây là một tháng mà không tốt đẫm máu trong thị trường crypto về hiện tài chính và đương nhiên nhiều người bây giờ vẫn cho là cái tình hình là crypto tiếp tục đi theo xu hướng của stock hiện bây giờ và có một số người đó thì cũng tin cái sự tương quan giữa cái chỉ số dxy nghĩa là cái chỉ số đồng đô la với lại bitcoin mà một số bạn moi thường gần đây mình thường cũng sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết đó, thì ngày hôm nay tình hình của thị trường tài chính nói chung như thế nào khi mà các bạn nhìn vào chỉ số nasdaq hôm nay các bạn sẽ thấy được là một ngày đó giống như là đi tạo lượng sống gì đó lên xuống liên tục ngày hôm nay đó cũng là lý tại sao mà tôi nghĩ là chúng ta thấy cái sự lên xuống liên tục của Bitcoin ngày hôm nay tương quan với lại chỉ số Nasdaq nhưng mà kết thúc thì vẫn là màu xanh hôm nay. Khi mà thường nhìn chung đó thì các bạn sẽ thấy được là chỉ số của Dow Jones hôm nay đó tăng 0,26%. Chỉ số S&P 500 đó thì tăng 0,57% và chỉ số Nasdaq đó thì tăng 1,63%. Và hiện bây giờ đó hợp đồng tương lai thì chúng ta sẽ được là chỉ số Dow Futures và chỉ số S&P Futures cũng như là Nasdaq Futures đó cả ba đều là màu xanh hiện bây giờ. Chúng ta nói về dầu đó thì dầu bây giờ thì cũng tương tự như là tuần rồi. Hôm nay đó ở mức là 100 là gần như 105 đô cho một thùng dầu đây là hợp đồng mới nhất. Vàng thì các bạn thấy được một lần nữa đã đi xuống dưới 1900 đô bây giờ là 1862 đô cho một ounce vàng đây là giá hợp đồng mới nhất thì chúng ta thấy cái sự dao động đó của ngày hôm nay là đến từ đâu mà không chỉ riêng hôm nay đâu các bạn thấy được là ngày mai cũng sẽ như vậy tại vì chúng ta đã biết là tuần này đó là cuộc họp của fed sẽ diễn ra và sẽ bắt đầu là ngày mai khi nào chúng ta mới biết cái kết quả công bố về cuộc họp này của fed tại hoa kỳ thì đó chính là ngày thứ tư có nghĩa là còn hai ngày nữa bây giờ là ngày thứ hai tại hoa kỳ ngày thứ tư đó thì giờ nào chúng ta biết kết quả thì khoảng chừng là 11 giờ trưa giờ Cali có nghĩa là lúc đó là khoảng chừng 1 giờ sáng giờ Việt Nam khi mà có thông tin Thùng sẽ chia sẻ với các bạn ngay lập tức và đương nhiên thông tin mà nhiều người quan tâm đến là Fed sẽ có cái chiến lược gì tăng lãi suất là bao nhiêu phần trăm và có những thông tin nào nữa hay là không và đây là cái tài liệu thường gặp thấy được là quan trọng nhất trong cả tuần này và nhiều người bây giờ đó thì vẫn có sự lo ngại Tại vì chúng ta cũng đã biết là Chủ tịch John Powell là một trong những người rất là thần tượng Paul Volcker Đó chính là Chủ tịch Fed của những năm 1980 Thì thời điểm đó nó lạm phát cũng tăng cao Và Paul Volcker đó thì cũng đã đưa ra cái quyết định là đẩy phần trăm lãi suất của Fed lên Và các bạn đã thấy được là đó chính là cái đường màu xanh dương các bạn nhìn thấy trên màn hình Thì khi mà đẩy cái phần trăm này lên đó các bạn thấy được đẩy lên rất là nhanh luôn và khi mà lãi suất của Fed tăng lên thì trong cái thời điểm đó đó chúng ta thấy được là cái số lượng tiền M2 có nghĩa là tiền mặt với lại những cái số lượng tiền mà gửi ngắn hàng đó đó chính là cái đường màu đỏ này cũng đã có dấu hiệu là thấp xuống có nghĩa là tăng lãi suất của Fed lên đó. lúc đó chỉ là một cái thử nghiệm mà thôi các bạn được là thật ra mà nói là những cái lý thuyết trong thị trường tài chính á, nền kinh tế tất cả những lý thuyết đó chỉ là trên giấy tờ mà thôi trên sách vở chứ còn khi mà chúng ta bắt đầu thử trên thực tế mới thấy được là hiệu quả có hay là không và điều mà Paul Volcker đã, đã chứng minh được thời điểm năm 1980 đó là khi mà tăng lãi suất của Fed lên thì cái hiệu ứng đó là sẽ làm giảm đi cái nguồn tiền ở trên thị trường siết chặt nguồn tiền đó lại khiến cho lạm phát sẽ được quản lý đó chính là cái lý thuyết mà bây giờ ra chủ tịch Fed John Powell rất là có lòng tin và rất là ca tụng Paul Volcker và đây cũng là cái nguyên nhân tại sao mà nhiều nhà đầu tư lo ngại tại vì không biết là Fed sẽ tăng lãi suất và tăng như thế nào nếu như mà cứ tăng liên tục như là hồi xưa khi mà Paul Volcker đã tăng đó thì các bạn có biết là lạm phát thực sự đã được quản lý những năm này nhưng mà cái sự trả giá là gì hay không cái sự trả giá đó chính là lâm vào khung quản tài chính năm 1980 thì bây giờ nhiều người cho là Fed có phải là cũng chấp nhận khung quản tài chính để quản lý phần trăm lạm phát hay là không đó là những câu hỏi mà chưa có câu trả lời cho nên các bạn thấy được là mỗi lần mà Fed nói gì đó thì rất nhiều người quan tâm đến và cái sự lo sợ lại xảy ra nhưng mà về cái cuộc họp này đó Fed có tăng lãi suất hay không tôi nghĩ là câu hỏi đó, đó hầu như ai cũng cho là sẽ có và chúng ta nhìn vào cái đồng hồ đếm ngược này đây là còn một ngày 13 giờ và 51 phút thì chúng ta sẽ biết kết quả và bây giờ đó hợp đồng của CME đó các bạn đã biết là bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể mua hợp đồng tương lai được thậm chí đó là lãi suất tăng phần trăm bao nhiêu chúng ta cũng có thể mua hợp đồng tương lai được luôn và bây giờ những cái trader ở trên CME cho thấy được là 98,7% nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất 0,5% có nghĩa là sau khi tăng đó, thì lãi suất của Fed sẽ xây mức là 0,25 cho đến 1%. Đương nhiên đây là lãi suất của Fed Fund mà thôi chứ không phải lãi suất các bạn vay ở ngân hàng. Và các bạn cũng đã thấy là chỉ có 1,3% là nghĩ là Fed chỉ tăng 0,25% mà thôi. Nghĩa là sau khi tăng xong đó thì lãi suất sẽ dao động ở mức là 0,5 đến 0,75. Hầu hết 98% 98,7% nghĩ là sẽ tăng 0,5% trong tuần này. Và chúng ta thấy được là không chỉ riêng là cái tài liệu này ở trên CME mà chúng ta cũng có thể thấy được là cái tài liệu bỏ phiếu ở trên cái trang web investing.com thì cũng cho thấy thông tin tương tự. Chúng ta được dữ liệu bây giờ đó cho thấy là 98,2% tương tự như là dữ liệu trên CB mới đây. Nghĩ là Fed sẽ tăng 0,5%. Kết thúc đó có nghĩa là sau khi tăng giao động của Fed Fund là 0,75% cho đến 1%. Và cũng tương tự chỉ có 1,8% nghĩ là Fed sẽ tăng có 0,25% mà thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ đó thị trường hầu như cũng đã có cái sự chuẩn bị là Fed sẽ tăng lãi suất 0,5% trong tuần này. Nếu như mà cuộc họp thứ tư đó thì Fed nói là tăng lãi suất 0,5% như là mọi người ước tính thì có thể là sẽ tốt cho thị trường. Nếu như mà Fed mở miệng là tăng lãi suất thấp hơn 0,25 thì đương nhiên thị trường sẽ rất là tốt rồi. Nhưng mà ngược lại nếu như mà Fed muốn siết chặt dòng tiền hơn mà đột ngột nói là tăng 0,75% thì sẽ dẫn đến thị trường sẽ tiếp tục là một màu đỏ Đối với thuận đó, nếu các bạn hỏi thuận thì tôi nghĩ là khả năng mà Fed tăng lãi suất 0,5% là rất là cao luôn. Thực ra mà nói đó một số người cho là gần đây thị trường chứng khoán không được tốt thì có thể là Fed sẽ nương tay, không có tăng lãi suất nhiều như vậy. Tôi không nghĩ gì đâu, các bạn nên nhớ là đối với Fed đó, chỉ có hai nhiệm vụ mà thôi. Nhiệm vụ đầu tiên chính là phần trăm thất nghiệp, quản lý phần trăm thất nghiệp. Thứ nhì đó là quản lý phần trăm lạm phát. Fed chỉ có hai nhiệm vụ đó mà thôi còn về việc là thị trường chứng khoán có xanh hay là không đó, thì không có liên quan đến Fed đâu. Thực ra Fed chỉ có hai nhiệm vụ đó. Cho nên khi nào mà chúng ta thấy là cái tình hình thất nghiệp tăng lên đó, thì Fed mới bắt đầu là lo ngại và không tăng lãi suất nữa. Bây giờ đó tình hình nó vẫn chưa có xảy ra, chúng ta vẫn thấy được là cái chỉ số phần trăm thất nghiệp của dân Hoa Kỳ bây giờ đã rất là thấp luôn. Khả năng thông vẫn cho là Fed hợp tuần này sẽ ra quyết định trong vòng 2 ngày là tăng 0,5%. Đó là, là suy nghĩ của Thuận. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô tài trang hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Nhưng mà một điều khác nữa đó là một số nhà đầu tư đó lại bắt đầu có cái sự lo ngại là ngoại trừ việc là Fed tăng lãi suất như là nhiều người nghĩ ra đó thì còn có thông báo gì nữa Các bạn nên nhớ là cái số lượng trái phiếu đang nắm trong tay của Fed đã lên tới là gần như 9.000 tỷ đô la đây là cái dữ liệu ngày 14 tháng 3 năm 2022. Và các bạn có thể nhìn bên dưới này đó. Chúng ta thấy được là rất là nhanh chóng sau khi mà dịch bệnh xảy ra đó. Thì chúng ta thấy được là cái số lượng trái phiếu được thu mua bởi Fed tăng lên rất là đột biến luôn. Chúng ta thấy được là tài liệu từ năm 2007 tới bây giờ đó. Thì Fed cũng đi thu mua trái phiếu trên thị trường. Cái đường màu đỏ này cứ tăng lên mà tăng lên. Nhưng mà chúng ta thấy được là cái sự tăng trưởng nó không có đột biến. Và sau đó nó bắt đầu khoảng chừng là quý 2 của năm 2018 đó thì Fed đã từ từ bán bớt cái trái phiếu này khi mà Fed mua trái phiếu có nghĩa là Fed mua lại công trái phiếu và có thể mua trái phiếu của những cái công ty tư nhân để làm gì khi mà Fed mua trái phiếu như giấy nợ đó thì sẽ đưa tiền cho công ty tư nhân hay là đưa tiền cho chính phủ Hoa Kỳ đó là cái cách in tiền của Hoa Kỳ và khi mà Fed thấy được là dòng tiền quá nhiều dẫn đến làm phát đó thì Fed sẽ làm điều ngược lại có nghĩa là sẽ bán những cái trái phiếu trong tay của mình Điều này đã sẽ có cái hiệu ứng là khi bán đó thì đương nhiên người mua phải trả tiền cho Fed để mà mua Thì Fed sẽ thu hồi cái số tiền đó lại coi như là lấy số tiền đó ra khỏi cái dòng lưu thông tiền trên thị trường Và điều này đó sẽ làm chậm đi cái sự phát triển của nền kinh tế và có cái hiệu ứng là giảm phần trăm lạm phát Hiểu là như vậy cho nên chúng ta thấy được là Fed sau khi mà có dịch bệnh năm 2020 đó, hồi tháng 3 lúc đó thì tình hình lúc đó ai cũng nghĩ là sẽ có khủng hoảng tài chính tại vì dịch bệnh, ai cũng ở nhà, có nhiều người rất là hoang mang nhưng mà lúc đó Fed đã nhanh chóng bơm tiền vào trong thị trường, thu mua lại trái phiếu. Bây giờ số lượng trái phiếu họ lưu trữ đó là gần như là 9 nghìn tỷ đô la, chính xác đó là 8,96 nghìn tỷ. Thì bây giờ lạm phát đang tăng cao họ sẽ làm điều ngược lại đó chính là bán cái trái phiếu này điều này cũng không gì gọi là bất ngờ đâu Fed cũng đã từng đề cập đến rồi nhưng mà vẫn chưa có ngày cụ thể để khi nào họ mới bắt đầu nhưng mà bây giờ đó thì lại có rất là nhiều những cái tin đồn là Fed có thể là trong tuần này đó ngoài việc là tăng lãi suất 0,5% ra thì Fed có thể là xác nhận là sẽ bắt đầu bán 95 tỷ đô la trái phiếu lên trên thị trường mỗi một tháng. Vậy được con số này cực kỳ kinh khủng luôn và điều này đó sẽ khiến cho nhiều nhà đầu tư lo sợ hơn nữa điều này có hay không chúng ta vẫn không biết bây giờ chỉ là một cái tin đồn mà thôi nhưng mà về việc là Fed tăng lãi suất thì tôi vẫn nghĩ là cái khả năng đó là cực kỳ cao luôn cho nên trong tuần này đã không có gì quan trọng hơn là trong hai ngày nữa Fed sẽ nói gì đây đó là người đàn ông mà có quyền lực lớn nhất trong ngành tài chính hiện bây giờ Ngoài những thông tin này ra thì chúng ta thấy được là thống kê tháng 4 đó là một tháng không có tốt cho chỉ số Nasdaq Các bạn thấy được là không tốt cho Bitcoin Và đặc biệt là chúng ta hãy nhìn vào những cổ phiếu fan đi Fan là viết tắt cho Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google Thì chúng ta có thể thấy được là những cổ phiếu này đó tổng cộng thì đã bị mất đi 1,4 nghìn tỷ vốn hóa trong tháng 4 ì là cái số lượng vốn hóa đó bị mất đi tại vì giá cổ phiếu đi xuống mà thôi. Các bạn thấy được con số này nó rất là cao luôn, trong khi mà khi chúng ta à, nhìn vào à, con Jackal cổ đi các bạn sẽ thấy được là cái số lượng vốn hóa bị bốc hơi bởi những cổ phiếu fan đó. Cái số lượng đó là 1,4 nghìn tỷ có nghĩa là gấp đôi tổng số vốn hóa của Bitcoin hiện bây giờ là 732 tỷ và các bạn thấy được là cả thị trường crypto bây giờ đó chỉ có là 1,8 nghìn tỷ mà thôi cho chúng ta thì là thị trường này bây giờ vẫn nhỏ bé như thế nào cho dù là các bạn nghĩ là giá Bitcoin đã cao, crypto bây giờ vốn hóa đã lớn rồi nhưng mà thật ra đây thị trường này còn rất là nhỏ bé. Đối với thị trường tài chính nói chung, các bạn đã thấy được là chúng ta chỉ tính riêng là fan stock thôi đó. Thì cái số lượng bốc hơi trong vòng tháng 4 mới đây thôi đã là 1,4 nghìn tỷ rồi. Cao như thế nào? Thị trường crypto chúng ta vẫn còn rất là nhỏ bé. Và chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi, thị trường này đã chỉ mới bắt đầu hình thành thôi. Chúng ta nhìn một số những thông tin khác nữa đó mặc dù là cái số lượng vốn hóa của những công ty này bốc hơi nhiều như vậy nhưng mà chúng ta có thể thấy đó là có một người rất là bullish đó chính là Warren Buffett của Berkshire Hathaway thì Warren Buffett cũng đã chia sẻ thêm trong cuộc phỏng vấn với lại đài CNBC đó đã mua thêm trong vòng quý 1 3 ngày liên tục đó ông ta đã mua tổng cộng cái số lượng là 600 triệu đô la cổ phiếu Apple Có nghĩa là cho dù là mọi người bây giờ lo sợ không có muốn đụng đến cổ phiếu của công nghệ Nhưng mà Warren Buffett thì lại không có sợ và còn rất Mua thêm 600 triệu đô la trong vòng 3 ngày đã mua cái số lượng này và ông ta nói là chỉ đáng tiếc là sau đó, đó cổ phiếu của Apple đã có cái sự hồi phục cho nên nếu không ông ta sẽ tiếp tục mua Và hiện bây giờ đó, cổ phiếu Apple đã chiếm phần trăm là 40% trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway rồi, cái phần trăm cực kỳ lớn luôn 40% là cổ phiếu Apple, một cổ phiếu duy nhất thôi trong cái danh mục đầu tư của Warren Buffett. Bởi vì chúng ta nói được là tuổi tác chỉ là một con số mà thôi, các bạn thấy được Warren Buffett là 91 tuổi, Charlie Munger là 98 tuổi, nhưng mà vẫn còn rất là gần, nhìn vào những gì ông ta nói về crypto cũng đã hiểu rồi, hay là nhìn vào cái sự chấp nhận mạo hiểm của Warren Buffett bây giờ đó vẫn còn rất cao, dám mua thêm 600 triệu trong quý 1 mới đây trong khi nhiều người lo sợ và một cổ phiếu thôi đã chiếm 40% vốn hóa trong nhân đầu tư của mình rồi. Đó là cái sự gan dạ mặc dù ông ta cũng đã lớn tuổi rồi. Và trong cái thời điểm này thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy là cái công trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục tăng phần trăm lên. Chúng ta thấy được là cái phần trăm lợi nhuận của công trái phiếu 10 năm đó là lên tới 3% lần đầu tiên từ năm 2018 và nếu như thật đó là chúng ta sẽ bắt đầu là thấy Fed bán đi công trái phiếu của Hoa Kỳ lên trên thị trường đó thì cái phần trăm lợi nhuận này còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Và có một ngành đó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn khi mà lãi suất tăng đó chính là cái ngành bất động sản tại Hoa Kỳ. Chúng ta có thể thấy được là cái phần trăm vay mượn tiền để mà mua nhà ở Hoa Kỳ 30 năm đó thì lãi suất đã tăng từ 3,29% từ đầu năm đó mà tới bây giờ đó đã tăng lên tới 5,55% rồi. Các bạn hiểu là con số tăng rất là kinh khủng và đang trên con đường tăng lên tới 6%. Có nghĩa là từ đầu năm tới bây giờ thôi đó, đã tăng lên gần như gấp đôi rồi. Và nếu như cứ tiếp tục như vậy đó thì càng ngày đó người ta càng khó mua nhà hơn ở Hoa Kỳ có thể hiểu đơn giản đó là bây giờ khoảng chừng 95% của thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đó cái giá nhà đã khó tiếp cận với lại người dân bình thường rồi tại vì giá nhà tăng quá nhiều trong vòng 2 năm qua và chúng ta có thể thấy đó là nếu như mà lãi suất tiếp tục tăng thêm 0,5% nữa mà giá nhà lại tiếp tục có cái sự tăng trưởng là 5% nữa giá nhà ở Hoa Kỳ sẽ trở thành cái giá nhà mà khó tiếp cận nhất cho người dân trong lịch sử của Hoa Kỳ để hiểu rõ hơn đó là hồi tháng 7 năm 2006 đó khi lúc đó cái phần trăm lãi suất vay mượn tiền để mua nhà là trăm Lúc đó đó là khoảng chừng 34% của lương của một gia đình là dùng để mà trả tiền nhà rồi Có nghĩa là các bạn làm bao nhiêu tiền thì khoảng 34% là vô tiền nhà Để mà trả tiền nợ và tiền lãi của ngân hàng Và cái số tiền mà đặt cọc đó khi mua nhà là 20% Cho đến ngày 21 tháng 4 đó mới đây Có nghĩa là cách đây chỉ có một tuần mà thôi thì chúng ta thấy được ở cái mức phần trăm lãi suất bây giờ đó thì một gia đình bình thường ở Hoa Kỳ trung bình là 32,5% cái số tiền tiền lương đó làm là đã dùng để mà trả tiền nhà rồi và đương nhiên đây là cái phần trăm tính theo thu nhập mà chưa có trả thuế có nghĩa là các bạn có thể kiếm được thu nhập là 10.000 đô đi một tháng thì khoảng chừng 3.250 đô là dùng để trả tiền nhà rồi thường đó là nếu như cái con số này, cái con số phần trăm mà người dân dùng tiền thu nhập của mình để trả tiền nhà mà hơn 21% đó thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái giá nhà sẽ nguội lại nhưng mà trên căn bản đó tại vì dịch bệnh cái số lượng người mua nhà thì quá nhiều cái số lượng nhà đó muốn bán lại không có nhiều dẫn đến để giá nhà vẫn tiếp tục tăng Thôi thì các bạn cũng đã biết là thường thì đang chờ giá nhà nguội là một chút nhưng mà cũng khó nói lắm các bạn có rất là nhiều những cái yếu tố nhất là khi chúng ta nói tới đây là cái tình hình dịch bệnh thì nó khác hơn là tình hình bình thường và một điều nữa đó là chúng ta cũng đang thấy là trước đây hai năm đó khi mà bắt đầu là có những cái gói hỗ trợ dịch bệnh rồi tiền được in ra thời điểm đó thì hai năm sau bây giờ chúng ta mới cảm thấy được là cái sự ảnh hưởng của phần trăm lạm phát như là như thế nào ngược lại bây giờ chúng ta thấy được là fed đó, bắt đầu tăng lãi suất từ từ rồi sau đó đã ảnh hưởng đến lãi suất của bất động sản khi mà vay tiền để mà mua nhà đó thì cũng phải một thời gian sau cái đó mới bắt đầu thấm vào trong thị trường bất động sản thì lúc đó thị trường bất động sản mới nguội lại Thường thì không biết là có cái khủng hoảng bất động sản hay là không, nhiều người cho là có, một số người cho là không. Thường thì chỉ hy vọng là ngụy lại một chút và nếu như mà có thể xuống một chút nữa đó thì cũng đã tốt rồi. Nếu như mà thị trường bất động sản có thể ngụy lại khoảng chừng 10% thôi, 15% thôi thì nghĩ là cũng đã đủ rồi. Chứ còn nhiều người bây giờ chờ đợi bất động sản mà giảm xuống 23% thì cảm thấy là cũng rất là khó đó các bạn khi mà thuận mua cái căn nhà mà thuận đang ở bây giờ đến năm 2019 á, lúc đó thường mua căn nhà này là một căn nhà cũng bình thường ở Cali thôi là 615.000 đô. Các bạn có biết căn nhà này đó chỉ trong vòng có 3 năm thôi đáng giá bao nhiêu hay không? Bây giờ đó ước tính những căn nhà mà bán y chang cho nhà thuận bây giờ đó là khoảng 920.000 đô. Trong vòng chỉ có 3 năm thôi và mỗi một năm tăng 100.000 đô thì các bạn cũng đã thấy được là cái sự tăng trưởng giá nhà như thế nào rồi và các bạn có thấy cái tiền lương của người dân Hoa Kỳ tăng đâu thì làm sao mà người ta có thể cứ tiếp tục mua nhà nếu giá cứ tăng gì được lúc trước đó thì có thể là nhiều người làm lương tốt cũng có thể là mua nhà được tiền lãi suất thấp bây giờ lãi suất từ từ tăng lên thì cũng một cái mức lương đó nhưng mà cái số lượng tiền họ mua được nó sẽ giảm đi thì lâu ngày dài ngày chúng ta cũng sẽ thấy cái điều này ảnh hưởng đến thị trường bất động sản của Hoa Kỳ sẽ làm cho ít ra cũng sẽ nguội lại